Em yêu xin chào anh em. Hôm nay lại có món hàng thanh lý giới thiệu tới anh em. Đặc biệt hôm nay mình lại thanh lý một cặp loa mỹ xịn anh em nhau. Cực kỳ đẹp tuyệt. Đôi này thanh lý với giá tốt để anh em nào đầu tư. Mình sẽ chi tiết giới thiệu về cặp loa này để anh em nào mua thì biết đến này. Em đang nghe chất âm của nó đấy. Đôi này là loa CBL Eon 15 sản xuất Made in USA. Đôi loa sẽ yêu bát 40 một kèn anh em nhá. Trước thì đôi loa này cực kỳ đắt, có thể lên đến 15 16 triệu đồng nếu một đôi tuyển kỹ như này. Nhưng ngày hôm nay Hiền Miêu đưa ra mức giá chỉ còn 11 triệu 500 ngàn đồng cho anh em nào chốt đơn vào ngày mai mùng 1 đầu tháng. Hiền Miêu muốn bán rẻ để lấy lộc cho cả tháng làm ăn anh em nhá. Chỉ có 11 triệu 500 nghìn đồng đô la này thôi. Sản xuất Made in USA. Tiếng của nó thì không thể chê được. Anh em biết rồi. Anh em đi mua một đôi GZX 112 cũng phải tầm này tiền rồi. Nhưng chỉ là bát 30. Và đời nó đời lại còn đời thùng nỉ cơ. Còn con này đời của nó thùng nó là nhựa CMC cao cấp anh em nhá. Đôi này của nó nói là cấu trúc là Lego của nó cực kỳ đẹp. Nếu để so với cái đôi GZX 115 ấy thì đôi GZX 115 vẫn là đàn em về chất âm và đàn em về độ thùng thành. Nhưng giá này Hiền Miêu chỉ bán 11 triệu 500 để bán mở hàng đầu tháng 11 cuối năm anh em nhá. Anh em nhìn Hiền Miêu quay. Eon 1500 loa sản xuất Made in USA. Made in USA anh em nhá. Đôi này có cả chân cọc để anh em có thể dựng cọc đánh. Hàng xịn sò. Mở hàng vào ngày mai, bác nào lọc lá chốt đơn em chuyển hàng cho. 11 triệu 500 mua em bao ship luôn cho anh em. Giá quá tốt anh em nhá. Chất âm thì không thể chê được. Và đặc biệt ngày nay thì Hiền Miêu về thêm một mẫu đẩy mới CD Aquatic 3 kênh. Nếu anh em chơi gia đình thì chỉ cần kênh 1, kênh 2 đánh full, còn kênh 3 đánh súp. 3 kênh anh em nhá. Mã số CD 799. Máy dài cực khỏe. Hàng chính hãng, bảo hành 2 năm. Chơi gia đình các bác chơi con này nhìn mặt nó quá tây luôn. Quá tây. Đẹp. Máy bền bỉ. Chạy mạch class up. Khỏe. Như con này bên em yêu thực hiện bán máy đẩy 3 kênh anh em nhá, 8 triệu đồng. Anh em lắp những bộ cấu hình karaoke gia đình thì liên hệ bên em. Số lượng thì Hiền Miêu thoải mái cho anh em chốt đơn. Anh em nhu cầu mua thì liên hệ nhá. Cảm ơn, hẹn gặp lại anh em ở video clip sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip bên em Miêu. Số điện thoại của chúng ta Miêu 0973 096 520 0973 03439.